Kính thưa quý vị, ông Putin và Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc hẹn hò để gặp nhau ở trong cái hội nghị G20 này. Họp từ ngày mùng 30 tháng 11, kết thúc vào ngày 1 tháng 12. Và quý vị thấy rằng Tổng thống Donald Trump là một người chỉ có vấn đề đất nước America First. Mọi người đều ý thấy rằng là Tổng thống Donald Trump trong cái năm đầu tiên làm Tổng thống, ông đã đi thăm đến 13 quốc gia. Nhưng mà đến năm thứ hai thì Tổng thống đã chú trọng về nội bộ nhiều hơn. Cho nên đến bây giờ mới đi thăm vào khoảng 6 quốc gia. Và nhất là các cái quốc gia mà ông đi thăm lần này không có ở lâu, trung bình một ngày, hai ngày là tối đa. Lần này cũng thế, trong ngày thứ năm, ông và đệ nhất phu nhân đã lên đường đáp phi cơ F1 để đến Venezuela để tham dự cuộc họp thượng đỉnh thế giới G20 là các quốc gia phát triển về kinh tế mạnh mẽ Như lần này trước khi lên tàu bay ông lại nói một câu rằng Tôi đã hủy bỏ cái chuyến hẹn hò với Putin Tức là ông vẫn tiếp tục hẹn hò với Shinzo Abe của Nhật Modi của Ấn Độ, Tập Cẩm Bình của Tàu Đó là ba cái cuộc họp chính Còn cuộc họp thứ tư là Putin ông đã hủy bỏ Lý do dễ hiểu là vì trong 10 ngày vừa qua Putin đã làm một cái hành động mà thế giới không bằng lòng đó là bắt giữ một chiếc tàu của Ukraine trên đó có thủy thủ đoàn của hải quân Ukraine và không thả mặc dầu thế giới cảnh cáo Putin còn đưa những cái sĩ quan và lính của thủy thủ thủ mắc quyết để ra tòa có người xử sẽ năm 10 năm trong đó đa số xấu người bị thương trong cái lúc giao tranh giữa hai bên thế thì quý vị sẽ bảo ồ thế thì tại sao là có cái tình trạng mà nó bắt giữ Ukraine là vì quý vị biết rằng là Putin đã bao vây nước Ukraine. Ukraine ở giữa và những cái thành phố nhỏ chung quanh đã bị Putin mua chuộc. Họ trở thành công dân và lãnh địa của Nga. Thế thì mỗi một năm như vậy hay mỗi một thời gian nhất định 3 tháng, 6 tháng, Ukraine phải đưa tàu tiếp tế cho các quân đội ở vùng hải cảng ở khu của Nga kiểm soát. Thì Tổng thống Mỹ nói rằng là đây là một cái hành động mà cháo trở không nghĩ đến công pháp quốc tế mà nga lại đi bắt công khai một tàu hải quân của ukraine và bắt giữ các sĩ quan và lính tùy tùng thì đây là một hành động vi phạm thế giới và để cho chứng tỏ mọi người biết rằng donald trump là một con người thẳng thắn luôn luôn ca tộc putin luôn luôn ca tộc những con người lo cho dân tộc của họ bởi vì không ai khác hơn putin đó là tổng thống Donald Trump lo cho America first, thì Putin cũng là một người lo cho Russia first. Nhưng bên cạnh cái lo cho Russia first thì anh ta lại đi xâm phạm quyền lợi của các quốc gia. Trước kia nó từng là chư hầu của Liên Xô. Vì thế cho nên tổng thống đó hủy bỏ cuộc họp và tổng thống còn nói rằng tôi sẽ có thể gặp Putin trong một cái phiên họp khác, thực tế hơn, đẹp đẽ hơn. Nếu như trường hợp của Ukraine này được giải quyết tốt đẹp, quý vị đã thấy chưa? Donald Trump là một con người làm ăn rất thẳng thắn và sáng suốt. Chúng ta chờ xem khi chuyến uh, họp thượng đỉnh G2 trở về, Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái nghị sự, chương trình nghị sự khác để họp với Putin, họp với Kim Jong Un và họp với. Tất cả các cái lãnh tụ của các quốc gia Trong đó có cả Iran Mà Tổng thống đã có một lần nói rằng là Tôi sẵn sàng đối thoại với Khanumi, Tổng thống của Rahumi, Tổng thống của Iran Nếu như Iran là muốn tỏ ra thiện trí Còn nếu không Thì Hoa Kỳ sẽ áp đặt những cái chính sách Phong tỏa kinh tế Triệt tiêu Iran, bỏ hẳn cái giấc mộng Nguyên tử hóa Cái vùng địa trung hải và đồng thời bỏ cái giấc mộng yểm trợ cho các cái phong trào khủng bố từ Jemuhadin cho đến uh, Taliban cho đến Al Qaeda vân vân. Cho nên nói tóm lại, Donald Trump đang làm việc đối với quốc tế làm cho thế giới phải nể phục Hoa Kỳ và khi đó mới thấy Make America Great Again. Bây giờ chúng ta qua một bản tin khác. Đó là bản tin liên lạc là cho biết trên Hoa Kỳ này là một quốc gia giàu có phong phú chuyện đó là thừa Khen nước Mỹ giàu cũng giống như là khen phò mã mà tốt áo. Nhưng mà chúng ta cũng nên tìm hiểu thực tế Hoa Kỳ này giàu như thế nào. Theo như cuộc thăm dò của Indies Survey do anh chàng Jeff Kolko, tổng giám đốc của công ty thăm dò này cho biết là sau khi đã thăm dò 2.000 các cử tri, các người đi bỏ phiếu và những người lớn thì họ cho biết rằng là hiện nay 73% những người theo Đảng Cộng Hòa cho rằng kinh tế của tướng Mỹ tuyệt vời. Trong khi đó Đảng Dân Chủ thì chỉ có 43 người khen nền kinh tế của Mỹ. Thì điều này dễ hiểu thôi. Họ muốn đối thoại, họ muốn đối lập với Donald Trump. Bằng chứng là bây giờ họ còn đưa ra rất nhiều người để có thể tranh cử Tổng thống vào năm 2020. Mà toàn những cái thành phần rốt cả. Chúng ta nói mà không sợ mất lòng Đã nói một câu Tất cả những người ra tranh cử 2020 Tôi chỉ dẹp họ trong vòng vài tiếng Những cái câu nói có vẻ khinh người Nhưng mà đó là sự thực Chúng ta chỉ nói sơ một vài câu thôi Bây giờ Đảng Dân Chủ Đang manh nha đưa bà Hillary trở lại tranh cử Đưa ông Bernie Sanders Đưa ông Joe Biden, cựu phó tổng thống của Obama 8 năm. Lại đưa ai? Đưa thêm những cái người như là Kamala Harris. Mà toàn những người da đen không à? Quý vị thấy nhá, bà Maxine Waters là dân biểu của tiểu bang Cali ở thành phố Hawthorne năm nay bà 80 rồi. Rồi uh, Cory Booker là ông thường nghị sĩ của da đen tiểu bang New Jersey. Rồi uh, chúng ta có một người nữa là anh chàng Bernie Sanders, không phải là da đen nhưng mà ủng hộ da đen trong cái chính sách gọi là xã hội chủ nghĩa. Đây là tất cả những cái người mà đảng Dân Chủ đáng hy vọng. Thêm một bà Elizabeth Warren tự nhận là người da đỏ. Có người nào nên hồn đâu. Quý vị thấy không? Thế thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề kinh tế. Thì theo lời uh, tường trình của ông Jeff, khôn cổ giám đốc của công ty survey indeed trong uh, bao tuần vừa qua sau khi phỏng vấn 2.000 người thì đi kết luận như thế này nước mỹ giàu và trong cái giàu của nước mỹ nó có 10 thành phố giàu nhất dễ kiếm việc nhất và nhiều lương nhất thứ nhất đó là thành phố provo ở tiểu bang Utah. Và trên đó thì có thành phố Bundo của Colorado, đó là số 1. Rồi đến thành phố Provo của tiểu bang Utah là số 2. Tiểu bang đứng th thành phố đứng thứ ba và giàu có nhất nước Mỹ đó là thành phố Fat Collins của tiểu bang Colorado. Thành phố thứ tư là San Jose, Sunnyvale Santa Clara của tiểu bang California. Thành phố thứ năm là Boys của Idaho. Thành phố số 6, and Arbor của Montana. Thành phố thứ bảy, San Francisco của California. Oakland và Hayward. Ba thành phố này đều là của Cali. Thành phố thứ 8, Austin, Round Rock của tiểu bang Texas. Thành phố thứ 9, Denver, Aurora, Lakewood của tiểu bang Colorado. Tiểu bang thứ 10, Raleigh, North Carolina. Thì tất cả năm 10 category này trong đó California chiếm hết bao nhiêu? Một San Francisco, Oakland, Hayward, ba thành phố. Rồi chúng ta lại có uh, San Jose, San Santa Clara sáu thành phố rồi chúng ta lại có tiểu bang Colorado có tất cả năm thành phố thì tất cả những cái nơi này kinh tế cao nhất đời sống dễ chịu nhất sinh hoạt rẻ ngoại trừ San Francisco San Jose của Cali cho nên đó là một cái điều chúng ta không ngạc nhiên người ta bỏ ra hàng tháng đi bộ từ Honduras qua Guatemala vào Nicaragua rồi đến Mỹ đến Mexico để được mong vào Mỹ mẹ vào Mỹ Đến bây giờ cái con số ở Hoa Tijuana đã lên tới gần 20.000 người Và làm cho dân chúng của Tijuana đã phải biểu tình để phản đối Chúng tôi không có thể chấp nhận cái số người ở đây để mà làm loạn Bởi vì trong đó đa số là những thanh niên đảng MS-13 Rồi chúng ta lại qua một bản tin khác Đó là cái bản tin Ngân hàng Fed có thể tăng lãi suất vào trong cái dịp họp tháng 12 tới đây như quý vị biết rằng là Ông Jerome Powell Cũng là một tên do Thái Đang là chủ tịch quỹ dự trữ ngân hàng liên bang Hoa Kỳ Hoa Kỳ có hàng chục ngàn ngân hàng Nhưng mà cái ngân hàng để quyết định cái lãi suất Lên hay xuống Là do cái ông ngân hàng trung ương Gọi là Fed Federal Reserve Bank cái ông in tiền của bộ ngân khố và ra lệnh có thể tháng 12 tới đây để chúng ta họp gia tăng lãi suất hai điều kiện. Nhiều người bảo ô bây giờ vấn đề thất nghiệp xuống thấp, kinh tế cao nhưng mà lại có nhiều công ty đang giảm nhân viên nhưng là GM giảm đến 15 nhân viên, 15.000 nhân viên. Thế thì ông dự chủ liên bang là ông bảo đấy là một cái và cái chi tiết Chứ còn thực tế ngân hàng bây giờ vẫn phải dựa trên nền kinh tế phát triển. Cho đến bây giờ, Stock Exchange, thị trường chứng khoán của Mỹ vẫn còn 25.000 điểm. Nếu so với hai năm trước, khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, ông Obama làm cho nước Mỹ nghèo, thị trường chứng khoán chỉ còn có 19.000 điểm. Thì vẫn còn hơn 5-6.000 điểm, quý vị thấy không? Thì bởi vậy cho nên cái vấn đề triển hạn phát triển kinh tế của Mỹ tuyệt vời do đó một trong những cái sự kiện để kiểm soát inflation control tức là kiểm soát cái vấn đề lạm phát là phải tăng lãi suất mà khi tăng lãi suất thì vấn đề tiêu tiền nó mới bớt đi đặc biệt là credit card sau đó là vấn đề loan để mua nhà cho nên quý vị không ngạc nhiên là thấy một hai tuần nay nhiều báo cáo cho thấy rằng vấn đề mua bán nhà cửa nó khựng lại Lý do là vì lãi suất bắt đầu tăng. Và đấy là một trong những cái gì chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Donald Trump đã đang và sẽ tiếp tục thành công trong con thuyền Hoa Kỳ về kinh tế, về chính trị và quân sự. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.